ngồi thì có ghế, thích ngủ thì có giường, mà thích thoải mái làm việc thì có giường tựa lưng. Tất cả gói gọn hết trong một sản phẩm giường sofa gấp gọn GS01 đến từ Koen. Biến hóa linh hoạt, biến đổi trong tích tắc, chỉ với vài thao tác gập mở đơn giản, chiếc ghế sofa đã được hô biến thành một chiếc giường ngủ êm ái. Nhờ lõi bọc biển thoáng khí và lớp vải lanh dễ chịu cho giấc ngủ đạt chất lượng tốt nhất. Đầu giường còn có thể nâng chỉnh với 5 nấc chỉnh linh hoạt, tạo nên những giây phút thoải mái lăn lộn, vui chơi, nghỉ ngơi và thư giãn. Sản phẩm phù hợp đặt ở phòng khách, phòng ngủ, những không gian nhỏ như phòng trọ, vừa tiết kiệm không gian lại còn tạo điểm nhấn nhờ thiết kế sang trọng với hai màu sắc xanh và xám cho quý khách hàng thỏa sức lựa chọn. Bên cạnh đó, Koen còn tâm lý khi cho ra mắt hai kích cỡ, size nhỏ với kích thước 1m9 x 65cm và size lớn với kích thước 1m9 x 1m, vừa vặn cho hai người lớn sử dụng. Khung giường làm bằng thép chống rỉ sét, chắc chắn không bị biến dạng và chịu được tải trọng lớn lên tới 500kg. Thiết kế khóa kéo cho công việc vệ sinh nhẹ nhàng hơn. Koen cam kết bảo hành khung sắt 3 năm, 1 đổi 1 trong vòng 100 ngày, miễn phí giao hàng và kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Quý khách hàng chỉ cần để lại số điện thoại và nhận ngay ưu đãi giảm giá lên tới 30%.